Hello, xin chào quý khách hàng quay lại cửa hàng mặt kính tái quen. Thì hôm nay bên Liêm mới ráp xong một cái gọng kính titan ha. Ván rất là đẹp luôn. Mời mọi người coi. Có chồng ván rất là đẹp. Cái gọng kính titan crystal. Chồng này là chồng tăng sáng đi đêm và đổi màu ban ngày nha mọi người. Mình thử luôn cái sự UV và cái chống tia xanh của cái chồng kính nha mọi người. Mọi người thấy không? Rồi. Thì cái ban đêm nó sẽ có màu này ha. Thì nó giúp mình tăng sáng ha, để mình đi đêm. Trong này rất thích hợp đi vào những cái cung đường mà nó thiếu ánh sáng á, thì nó sẽ tăng cái độ tương phản, nó để cho giúp cho mình đi đêm nó tốt hơn và an toàn hơn ha. Và khi mà ban ngày á thì cái dòng trồng này nó là màu vàng nhạt á, nó sẽ không có nóng mắt, không có gây nóng mắt so với những cái trồng bình thường ở trên thị trường, là nó sẽ rất là khó chịu, rất là chóa khi mình cảm thấy rất là nóng khi mình mang nó ban ngày ha. Màu vàng nó rất là đậm, con này màu vàng nhạt nha, nên mình mang buổi sáng nó cũng dịu mắt rất là nhiều ha. Bây giờ Liêm thử luôn cái đổi màu cho mọi người. Rồi đó, dòng tia UV ha, tương đương ánh sáng mặt trời. Để cho nó coi mình thấy cái đổi màu nó nhiều. Rất là đậm nha. Giống như kính mát luôn nha mọi người. Mọi người thấy không? Rất là đẹp nha ha. Liêm chuẩn bị đi đóng gói và Liêm gửi về cho anh khách hàng ha. Rồi Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.